Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung được bật có trong chương trình hôm nay. Thành phố Lào Cai hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Những tín hiệu khởi sắc của du lịch Lào Cai. Phở không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt mà còn mang nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Việc đưa phở Việt vươn tầm không đơn giản là món ăn ngon với chuyện ẩm thực, mà còn là câu chuyện lưu giữ tinh hoa, cốt cách người Việt. Tin thế giới, những sự cố kỹ thuật vẫn chưa ngừng đeo bám các máy bay Boeing. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay 17 đảng bộ xã phường ở thành phố Lào Cai đã tổ chức xong lễ công bố thành lập và ra mắt chi bộ quân sự với tổng số 210 đảng viên. Thành phố Lào Cai là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã theo tinh thần chỉ thị số 16 của Ban Bí thư. Về cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự gồm bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực. Sau khi được thành lập, các chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động, tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức bảo vệ nền quốc phòng toàn dân. Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên trong tình hình mới, tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở. Hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được ngành công thương Lào Cai phối hợp với các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp triển khai trong năm 2024. Theo đó, cùng với lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, các hoạt động tuyên truyền nâng cao hiểu biết trong lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm 2024. Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời vận động các doanh nghiệp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đầu tư cho việc đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn mác, tem chống hàng giả, quan tâm sản xuất sản phẩm phục vụ cho đối tượng là người tiêu dùng thu nhập thấp. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra nhà nước về hoạt động đo lường theo kế hoạch năm 2024. Hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đo lường, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo lường. Các đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh, gồm kiểm tra hoạt động duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn, kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, kiểm tra tính hợp pháp, tính chính xác của các phương tiện đo, kiểm tra các hồ sơ tài liệu kỹ thuật có liên quan đến quản lý và sử dụng phương tiện đo. Đối tượng kiểm tra gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Công ty Điện lực Lào Cai và các đơn vị trực thuộc, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai và các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sử dụng cân ô tô, các nhà máy thủy điện, các cơ sở sử dụng phương tiện đo cho mục đích sản xuất, giao dịch thương mại, hoạt động công vụ, hoạt động dịch vụ công. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai có nhiều việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Một trong nhiều buổi tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các chiến sĩ quân hàm xanh cùng với người dân địa phương thực hiện dọn dẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh. Những hoạt động như này nó mang lại hết sức ý nghĩa to lớn. Thứ nhất là nâng cao cái nhận thức cho bà con nhân dân về cái ý thức bảo vệ môi trường. Thế rồi xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp. Thông qua cái hoạt động như này thì chắc chắn rằng cái tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó.
Những con số như thực hiện 52 buổi tuần tra bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, 32 buổi tuần tra đường biên, cột mốc, phát quang 8 km đường biên giới, trao tặng 16 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 77 phần quà cho các em học sinh với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Tiếp tục hỗ trợ 13 cháu học sinh theo chương trình nâng bước em tới trường và 2 cháu con nuôi đồn biên phòng đã chứng minh tinh thần xung kích của tuổi trẻ biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Với đồn biên phòng cửa khẩu đây thì chúng tôi là máu thịt rồi, nhất là tuổi trẻ thì cũng rất là quan tâm, làm rất tốt những cái việc mà thăm hỏi, động viên những người mà đã tham gia như cựu chiến binh hoặc là như chúng tôi là những cựu của biên phòng. Tôi cũng cảm ơn mà cũng động viên lại là tuổi trẻ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của những người quân nhân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như chúng tôi ngày xưa. Các phong trào xung kích tình nguyện cũng là môi trường để tuổi trẻ trải nghiệm, rèn luyện, học tập và phấn đấu. Đối với tôi, cảm thấy đây là một môi trường rất là thiết thực, đầy ý nghĩa để từ đó giúp cho tôi học hỏi được những kinh nghiệm trong cuộc sống để phục vụ trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ. Qua các hoạt động như thế này giúp cho tình quân dân của chúng tôi ngày càng chắc chặt hơn, cán bộ chiến sĩ và nhân dân chung sức một lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã và đang góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng thêm vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh hiện đạt 91,88%, có trên 8.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả này có được một phần nhờ hoạt động truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh trong thời gian qua. Riêng trong năm 2023, đã có hơn 360 hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức, với sự tham gia của 24.800 người dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tổ chức hơn 2.300 cuộc truyền thông theo từng nhóm, gặp trực tiếp từng người, với hơn 10.000 lượt người tham gia. Người dân còn được tiếp cận thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua Pando, tờ gấp, băng rôn và các phiên livestream trên mạng xã hội. Thời gian tới, các hoạt động truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh lên trên 76.000 người trong năm nay. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 97%. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Bảo Thắng xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 1 người, bị thương 17 người. Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông được địa phương tăng cường. Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông và trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn có ý nghĩa quyết định trong hạn chế vi phạm ở lứa tuổi này. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Bảo Thắng đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho 4.466 học sinh. Hơn 4.900 học sinh ký cam kết chấp hành luật giao thông, trên 3.700 phụ huynh ký cam kết không giao xe máy điện, xe điện cho học sinh điều khiển. Đồng thời phát hiện lập biên bản vi phạm luật giao thông với 55 học sinh, phát hiện 27 phương tiện của học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe. Huyện cũng đã xây dựng được 30 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Ngày 16 tháng 3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức giải vô địch cúp bóng truyền hơi các câu lạc bộ thanh niên lần thứ nhất năm 2024. Tham gia giải có 8 đội bóng với gần 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng truyền hơi trong và ngoài tỉnh. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 4 đội xuất sắc vào thi vòng bán kết. Các trận đấu cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt hấp dẫn. Trận chung kết diễn ra giữa hai đội Kim Tân và Lào Cai Colit với những màn so tài hấp dẫn. Với khả năng vận hành chiến thuật tốt, câu lạc bộ Kim Tân đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 và giành chức vô địch giải đấu. Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 2 năm 2024, Lào Cai đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu lũy kế đạt trên 5.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui cho du lịch Lào Cai ngay từ những tháng đầu năm nay.
Một trong những loại hình du lịch thu hút đông đảo du khách đến Lào Cai trong dịp đầu xuân đó là du lịch tâm linh. Không chỉ vào các ngày lễ, ngày cuối tuần mà trong những ngày thường tại các điểm di tích lịch sử văn hóa như Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Đền Thượng, Đền Mẫu và quần thể các di tích đền chùa tại thành phố Lào Cai luôn có đông đảo du khách viếng thăm, chiêm bái hoặc tham quan vãn cảnh. Cầu bình an cho gia đình và cầu sức khỏe cho gia đình, cầu cho tất cả mọi cái đều may mắn cho gia đình và cho xã hội của mình. Cùng với du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm tại các sự kiện festival, các lễ hội đầu xuân ở nhiều địa phương cũng là hoạt động được du khách quan tâm. Trong tổng số hơn 1,7 triệu lượt du khách đến với Lào Cai từ đầu năm đến nay, đã có gần 700.000 lượt khách đến với khu du lịch quốc gia Sapa, trên 240.000 lượt khách đến với cao nguyên trắng huyện Bắc Hà. Từ cái việc mà thống kê cái lượng khách như vậy thì chúng tôi rất là vui mừng, bởi lẽ rằng là đây chính là một cái tín hiệu đáng mừng, đáng vui và bền vững đối với cái lượng khách mà đến với Bắc Hà trong thời gian tới, là chúng tôi sẽ có những cái chuẩn bị rất là chú đáo, kỹ lưỡng để tiếp tục là đón khách vào trong bất cứ một ngày nào trong tuần. Hiện nay cũng đã thu hút rất là đông du khách đến với Lào Cai, và trong những ngày đầu xuân mới thì ngay từ ngày mùng 2 Tết thì Lào Cai đã đón một lượng khách khá lớn. Ví dụ như ngày mùng 2 thì chúng ta đã đón được trên dưới 100.000 lượt du khách đến với Lào Cai, và trong 5 ngày nghỉ Tết từ mùng 2 đến mùng 5 Tết thì Lào Cai đã đón trên 260.000 lượt du khách đến với Lào Cai. Đây là một con số rất ấn tượng, báo hiệu một cái tín hiệu rất là phấn khởi, bảo thành công cho năm du lịch 2024. Với nhiều hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn ngay từ đầu năm, cùng với việc tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch ở các địa phương, tin tưởng rằng du lịch Lào Cai năm 2024 sẽ khởi sắc và có thể hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách. Tiếp tục chương trình, lễ dâng hương tưởng niệm 56 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ. Trải nghiệm du lịch văn hóa ở cổ thành Minh Thủy, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3, tại khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức lễ tưởng niệm 56 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát, ngày 16 tháng 3 năm 1968, 16 tháng 3 năm 2024. Cách đây 56 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ đã bị sát hại. Phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã vĩnh viễn lìa cõi đời một cách bi thương, thảm khốc. Vụ thảm sát này là một trong nhiều tội ác dã man mà quân xâm lược đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. 56 năm qua, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung tha thứ, khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc cùng khát vọng hòa bình tiến bộ. Đây là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt Nam. Trong đó có những người dân Sơn Mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn mình những vết thương chiến tranh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức khai mạc không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch. Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia, Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Theo đó, không gian văn hóa vùng cao sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 tại khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn là không gian phiên chợ vùng cao, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, độc đáo của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trải nghiệm ẩm thực truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống các dân tộc. Không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch không chỉ tái hiện không gian sắc màu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây cũng là cơ hội cho các địa phương, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống, các điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch. Ra đời cách đây cả trăm năm, phở không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt mà còn mang cả cái hồn, cái vị, mang nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Việc đưa bát phở Việt vươn tầm không đơn giản là món ăn ngon với chuyện ẩm thực mà còn là câu chuyện lưu giữ tinh hoa cốt cách người Việt. Vân Cù, Nam Định được coi là cái nôi của nghề phở. Nơi đây nổi tiếng là làng nghề làm phở nhiều nhất
lâu năm nhất và độc quyền với món phở bò. Từ ngôi làng này, những thợ nấu phở lành nghề đã đi khắp đất nước và góp phần tạo dựng hàng trăm cơ sở. Chúng tôi làm cái này là thế hệ, chúng tôi là thế hệ thứ ba rồi. Từ Hà Nội là cũng mấy chục quán, rồi rải rác khắp từ Sài Gòn mà lên tận Hà Giang. Tương gọi hiệu hồi cổ lên trước đấy là ông Chiêu Hàng Đồng đấy. 48 Hàng Đồng đã nổi tiếng sang tận nước ngoài, sang tận Mỹ. Để giữ gìn nghề gia truyền và các giá trị nguyên bản từ ông cha, cách đây 3 năm, người làm nghề phở làng Vân Cù đã quy tụ các nghệ nhân và tổ chức thành câu lạc bộ phở Vân Cù. Từ đó đặt ra những tiêu chuẩn nhất quán về chất lượng của từng bát phở, cũng như văn hóa ứng xử phục vụ của các cửa hàng phở mang thương hiệu làng Vân Cù. 2 năm nay thì đã làm những cái hoạt động về ngày của phở, thế rồi lễ hội, festival phở. Bên cạnh cái kinh tế thì chúng ta còn luôn luôn chú ý đến cái câu chuyện văn hóa trong cái ẩm thực nó. Thì cái di sản của chúng ta nó về bền vững, nó về lan tỏa. Nghề phở lâu đời, giàu giá trị văn hóa và có đa dạng biến thể của người Việt. Phở không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là một di sản văn hóa ẩm thực gắn với thương hiệu quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi ăn phở bất cứ lúc nào, có thể ăn bữa sáng, trưa, tối. Phở là một trong những món ăn ưa thích của tôi, và đó không phải là ý kiến riêng của tôi, mà bất cứ ai từng đến Việt Nam, những người nghĩ đến ẩm thực Việt Nam là nghĩ đến phở. Ở đâu có phở, ở đó có Việt Nam. Đó là mong ước cháy bỏng của những nghệ nhân tâm huyết, không chỉ mưu sinh từ nghề phở mà còn là tình yêu với ẩm thực dân tộc. Muốn bảo tồn, lưu giữ và lan tỏa hương vị phở, để giá trị ẩm thực Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ tinh hoa ẩm thực thế giới. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban châu Âu EC thông báo sẽ cấp khoản tiền 500 triệu euro, tương đương với 544 triệu đô la Mỹ cho sản xuất đạn dược, nhằm tăng cường hỗ trợ cho phòng thủ châu Âu. Trong một tuyên bố, EC cho biết khoản đầu tư trên sẽ giúp châu Âu sản xuất thêm 2 triệu đạn pháo mỗi năm kể từ cuối năm 2025. Hiện sản lượng đạn pháo 155mm của Liên minh châu Âu EU đang đạt khoảng 1 triệu đơn vị một năm. Để hỗ trợ ngành quốc phòng tăng cường năng lực và khả năng sẵn sàng, EC đã lựa chọn danh sách 31 sản phẩm cần đẩy mạnh sản xuất thuộc 5 lĩnh vực, trong đó có chất nổ, thuốc súng, đạn pháo và tên lửa. Ngoài ra, EC cũng đã công bố chương trình công tác về tăng cường công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua hoạt động mua sắm chung và chương trình công tác hàng năm lần thứ tư của Quỹ Phòng thủ châu Âu. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm Argentina ở mức CCC. Song đã nâng triển vọng từ tiêu cực lên ổn định. Trong một tuyên bố, S&P cho biết khả năng thanh toán nợ của Argentina đã được cải thiện sau khi chính phủ nước này triển khai các biện pháp hoán đổi nợ và bộ chỉ số kinh tế vĩ mô cũng tích cực hơn trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy, S&P vẫn cho rằng Argentina có thể bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm nếu có các chính sách hoặc những diễn biến chính trị làm suy yếu khả năng tiếp cận tài chính trong thời gian tới. Ngược lại, xếp hạng tín nhiệm của quốc gia Nam Mỹ này có thể được nâng lên nếu chính phủ thực hiện thành công các chính sách kinh tế, qua đó giúp giải quyết tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô, ngăn chặn đà tăng lạm phát và đặt nền móng cho quá trình phục hồi kinh tế bền vững. Những sự cố kỹ thuật được cho là như vận đen xui xẻo vẫn chưa ngừng đeo bám các máy bay Boeing. Theo hãng hàng không United Airlines, tấm panel trên máy bay Boeing 737-800 bị mất chỉ được phát hiện sau khi máy bay đổ. Khi được phát hiện trên máy bay chở 139 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Thông báo của United Airlines nêu rõ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng máy bay và thực hiện tất cả các sửa chữa cần thiết trước khi đưa máy bay hoạt động trở lại. Hãng cũng cho biết sẽ điều tra để tìm hiểu nguyên nhân của sự cố. Trong thời gian gần đây, máy bay Boeing liên tục gặp sự cố. Ngày 11 tháng 3, một máy bay Boeing 777-300 đã buộc phải quay lại sân bay tại Australia do rò rỉ nhiên liệu. Trước đó, một máy bay Boeing 787 Dreamliner gặp sự cố kỹ thuật khiến 50 hành khách bị thương. Với những di tích lịch sử và văn hóa lâu đời kết hợp với du lịch sinh thái, cổ thành Minh Thủy tại thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trở thành điểm đến tham quan nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc. Cổ thành Minh Thủy lấy hai con suối nối Bách Mạch Tuyền và Nhãn Minh Tuyền làm cốt lõi và mở rộng ra khu vực hợp lưu hai con sông Tú Nguyên và Tú Giang.
khu du lịch cổ thành Minh Thủy có diện tích xây dựng khoảng 800.000 m2 với 2 khách sạn, 7 nhà nghỉ, 7 nhà hàng đặc sản với đủ mọi món ăn đặc sắc ẩm thực Trung Hoa. Với trung tâm là suối Bách Mạch Tuyền, khu du lịch này có trên 10 điểm tham quan đặc biệt, tái hiện lại những nét văn hóa cổ, các phong tục dân gian đầy màu sắc hàng nghìn năm của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, dịp tháng 3, những cây hoa gạo dọc các con đường làng, sườn núi, ven sông ở Nghệ An lại bung nở khoe sắc, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, sao xuyến lòng người. Hình ảnh vùng quê xứ Nghệ rực rỡ trong sắc đỏ của hoa gạo sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.